Xin chào các bạn, hôm nay mình lại có một bưu phẩm từ Thái Lan. Thật sự là mình không nhớ nổi đây là cái gói tem thứ mấy mình đặt mua từ mấy bạn bên Thái. Mà lần này lại là một người bán mới nữa. Trước đây mình chưa bao giờ mua tem của anh này luôn, nhưng mà tình cờ thấy ảnh có đăng một vài cái bộ mình đang rất là thích và là tem mới nữa, cho nên là mình đã nhắn tin và hỏi mua liền. Nói là một vài bộ thôi nhưng mà giá tiền là gần bằng mười mấy bộ bình thường, bởi vì là anh này chỉ chuyên bán những cái bộ classic xưa xưa, cho nên là giá cao hơn là chắc chắn rồi. Đầu tiên là mình có bộ bảo vệ động vật hoang dã series thứ 3 phát hành vào năm 1976. Series thứ 3 này á trông khá giống với series thứ 2 phát hành một năm trước đó. Nó cũng là màu xanh chủ đạo, nền là rừng cây với hình ảnh là con vật nằm ở chính giữa con tem. Nét vẽ của cái series thứ 3 này á cũng na ná cái series thứ 2. Mình rất là thích kiểu vẽ này luôn. Theo mình nhận thấy là cái nét vẽ này nó không còn được duy trì ở những cái bộ tem mới, bởi vì bây giờ là người ta chủ yếu là dùng hình chụp là nhiều. Những cái series này nó đặc biệt ở chỗ là nó được chia ra in ở hai nơi khác nhau. Cái mẫu một bạch con bò và hai bạch con lợn voi được in ở Anh bởi một cái nhà in tên là Thomas de la Rue. Đây là một cái nhà in đã từng in khá là nhiều cái bộ tem Việt Nam Cộng Hòa thời đó nè. Và hai mẫu nai, 4 và 5 bạch thì được in ở Hà Lan bởi một cái nhà in khác. Nói thêm về cái chuỗi series này á, thì đây là một cái loạt tem phát hành trải dài từ năm 1973 cho tới nay. Theo mình biết cái series gần nhất, series thứ 7, đã phát hành vào năm 2011. Cái loạt tem này nhằm phổ biến những cái loài động vật hoang dã khác nhau và gia tăng ý thức về việc bảo vệ chúng. Những cái loài được chọn để mà in lên tem là những cái loài mà đang bị đe dọa, có nguy cơ tuyệt chủng hoặc là đã tuyệt chủng. Và bây giờ là tới một bộ rất đẹp mà tới hôm nay mình mới được sở hữu, cái bộ tem sống của em nó. Đó chính là bộ cá series thứ 2 phát hành vào năm 1968. Mình đã có một bộ này tem chết rồi. Nhưng mà nhìn tem chết của bộ này thôi mà đã chịu không nổi rồi. Và huống chi là hôm nay may mắn mua được một bộ này, thật sự là mình muốn nổ tung luôn. Series thứ 2 này gồm có 8 con tem giới thiệu 8 loài cá được tìm thấy tại Thái Lan. Mình rất là thích màu và nét vẽ của bộ này. Kiểu như là dù được thiết kế cách đây hơn 50 năm rồi nhưng mà cái palette màu trông rất là hiện đại. Sắc độ màu khá là tươi sáng. Giấy láng đẹp, còn keo. Chắc có lẽ một phần là do bộ này được in tại Nhật Bản, tại một cái nhà in có cái tên là Government Printing Bureau. Giảm dịch là Cục In Ấn Chính Phủ. Đây cũng là một cái nhà in mà từng in tem cho miền Nam Việt Nam trước năm 1975 nè.
Tiếp theo mình có bộ Đá Quý phát hành vào năm 1972, được in bởi nhà in Thomas Delarue, Anh Quốc. Thì như các bạn nhìn thấy ha, bộ này giới thiệu những cái loại đá quý được tìm thấy và cắt tại Thái Lan. Như chúng ta đều biết, Thái Lan là một trong những cái nước xuất khẩu đá quý lớn nhất trên thế giới. Và đây cũng chính là một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất xứ sở Chùa Vàng. Nét vẽ và cái màu sắc của cái bộ này thì đã thật sự là mình mê mẩn luôn. Tem còn có cái kiểu hình mờ, hay là gọi là, hay dịch ra kiểu hình mờ mình dịch ra là watermark, dạng ô hình chữ nhật ha. Thì mình thường thấy là tem Thái Lan thường nếu mà có watermark là hai dạng thôi, là hình ô chữ nhật hoặc là zigzag hình tam giác. Ở đây có một cái loại đá mà cái hình vẽ và tên của nó là mình rất là tò mò, tên là đá sapphire sao. Theo mình tìm hiểu được á, thì star sapphire hay là sapphire sao á, là loại sapphire mà khi được chiếu ánh sáng vào á, thì nó sẽ hiện ra cái hình ảnh ngôi sao 6 cánh hoặc là 12 cánh. Hiệu ứng này người ta gọi là asterism. Hiệu ứng này được hình thành á, là do các cái sợi Ruttle dày đặc ở bên trong viên đá kết hợp với việc mài cắt carbon tròn khéo léo. Nếu mà khi cái sợi Ruttle này xen kẽ thẳng hàng á, thì chúng sẽ tạo ra hiệu ứng mắt mèo, còn gọi là sapphire mắt mèo. Là mình tìm thấy trên mạng á, sapphire mắt mèo là những cái viên đá mà nó khi mà chiếu ánh sáng vào nó chỉ có một cái vệt ánh sáng sẽ đôi cái viên đá đó ra giống như mắt của con mèo vậy đó. Cũng tiếp theo thì như các bạn cũng đã thấy thì mình có một bộ tôm phát hành vào năm 1976 nhằm giới thiệu cái loài giáp xác này tại Thái Lan. Bộ tem này được in tại Hà Lan ha. Đây là cái bộ tem về tuần lễ viết thư quốc tế năm 1966. Bộ tem này được in ở Nhật Bản. Như các bạn cũng có thể nhìn thấy là con tem 50 sa tăng và một bạt thì chứa cái hình ảnh là 5 cái phong bì. Mỗi cái phong bì có một cái bản in mà khi ghép lại với nhau á, sẽ tạo ra một cái bản đồ thế giới. Cũng như là kế bên có một cây bút viết mực cổ điển. Con tem hai bạt và ba bạt thì mô tả một cái người phụ nữ ngồi trên sàn đọc một lá thư và một người đàn ông cũng ngồi trên sàn và viết một cái lá thư. Kế bên đó là có một cậu bé búi tóc, cái kiểu tóc búi chóp lên đỉnh đầu rất là truyền thống của Thái Lan và đang nhìn vào. Và tất cả ba người này đều mặc cái trang phục truyền thống hết. Mình có một bộ hoa lan. Bộ này là series thứ 3 trong chuỗi về lan. Bộ này phát hành năm 1975 và được in ở Hà Lan. Tiếp theo mình có bộ đồng phục của những người đưa thư Thái Lan qua các thời kỳ khác nhau, lần lượt vào năm 1983, năm 1935, 1950 và năm 1974. Như các bạn cũng có thể thấy là mỗi người bưu tá đang mặc cái đồng phục của cái thời kỳ của mình và đứng trước một cái hộp thư, cũng là cái hộp thư đặc trưng của cái thời kỳ đó. Ngoài ra khi nhìn vào phía xa xa của mỗi con tem, chúng ta có thể thấy được những cái hình ảnh thấp thoáng của ngành bưu điện Thái Lan qua các thời kỳ. Ví dụ như là trong thiết kế năm 1983, có thể thấy được tòa nhà bưu điện đầu tiên của Thái Lan nằm gần sông Chao Phraya ở Bangkok. Trong thiết kế năm 1935 thì ta thấy được cái máy bay được triển khai trong quá trình vận chuyển hàng không.
Trong thiết kế năm 1950 thì ta thấy một người đưa thư chuyển thư bằng một cái chiếc thuyền nhỏ có mái chèo. Và trong thiết kế năm 1974 thì ta thấy được cái bưu điện mà kiểu kiosk. Ngoài ra mình còn có một số tem lẻ khác, chẳng hạn như con tem ngày thiếu nhi năm 1977 này. Con tem được in 3 triệu bản tại Nhật này, mô tả một cậu bé đang mặc đồng phục đi trên đường. Bóng của cậu bé là hình ảnh một doanh nhân thành đạt trong một cái bộ vest mang theo một chiếc cặp. Mình theo mình được hiểu thì nó nhấn mạnh cái tầm quan trọng của giáo dục, tức là đứa trẻ của ngày hôm nay là người lớn của ngày mai, kiểu đại loại vậy. Đây là tem ngày Liên Hiệp Quốc 24 tháng 10 năm 1975. Mình có con tem ngày sách thế giới. Trên con tem này là biểu trưng của năm phát triển sách quốc tế năm 1972. Nghĩa là cái logo là một đường viền của một cuốn sách đang mở và hình bóng cách điệu của hai con người trên mỗi trang sách. Cái logo này ngay lập tức làm mình liên tưởng tới một cái bộ tem của Việt Nam Cộng Hòa thời đó. Ở Việt Nam cũng là năm 1972, năm phát triển sách quốc tế. Ở Việt Nam thì phát hành bộ này gồm có 3 con. Và mình đang có khối 10 của bộ này luôn ở đây. Mình có con tem kỷ niệm 15 năm Liên minh Bưu chính châu Á, châu Đại Dương. Đây là con tem kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Chulalongkorn. Cuối cùng mình có con tem kỷ niệm ngày Sa Chai năm 1977. Thật sự là mình cảm thấy rất là vui khi mà đón được những cái con tem mới này về bộ sưu tập của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại.